Bạn muốn hẹn hò với ngôn ngữ lập trình Pascal? Vậy thì hãy thực hiện ngay hôm nay đi nhé. Bởi vì ngôn ngữ lập trình Pascal là một người bạn cực kỳ dễ thương, cực kỳ đáng yêu. Khi tham gia một sự kiện về lập trình, Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook, đã có một câu nói nổi tiếng: trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, việc dạy lập trình máy tính quan trọng và cần thiết giống như việc dạy đọc và dạy viết cho một con người, cho một công dân toàn cầu. Tại sao chúng ta không thực hiện điều đó sớm hơn? Why we didn't do it sooner? Chào mừng các bạn đến với loạt video luyện tập ngôn ngữ lập trình Pascal giúp bạn trở thành giỏi tuyển chuyên của Master Lan Dương Channel. Các bạn có thể liên hệ tư vấn, học hỏi và luyện tập với số điện thoại và email ở trên màn hình. Master Lan Dương Channel. Chủ đề của video 2A lần này là câu lệnh điều kiện, có tên là if then. Câu lệnh này còn được gọi là câu lệnh rẽ nhánh chương trình. Chào các bạn của kênh Master Lan Dương Channel. Để bắt đầu chủ đề hôm nay, các bạn đến một đề tài như sau. Viết chương trình nhập vào số nguyên A và số nguyên B, sau đó in ra màn hình cho biết số nguyên A có nhỏ hơn số nguyên B hay không. Thì bài này chúng ta có 4 đại lượng. Thứ nhất đó là số nguyên A, thứ hai là số nguyên B, thứ ba đó là một cái lời kết luận, đó là số nguyên A nhỏ hơn số nguyên B. Và đại lượng thứ tư đó là cái kết luận số nguyên A không nhỏ hơn số nguyên B. Bạn ha. Thì hai đại lượng cuối cùng chính là đáp số của bài này. Chúng ta sẽ ra là số nguyên A nhỏ hơn số nguyên B hoặc là số nguyên A không nhỏ số nguyên B. Và bài này chúng ta chỉ có một lời giải thôi để suy ra cái kết luận đó. Các bạn quan sát nó đang dương thị ở trên màn hình. Các bạn khai báo là program bài ví dụ 1. Các bạn khai báo gồm có hai biến, đó là A và B. Đây chính là hai đại lượng ban đầu của cái bài đề tài này. Các bạn khai báo đây là những số nguyên, bạn ghi long đi. Tiếp theo, ở đây các bạn thấy mình còn hai đại lượng nữa, chính là một cái lời kết luận là số A nhỏ số B hoặc là số A không nhỏ số B. Thì đó là nó nằm trong cái phần thực hiện phần thân chương trình. Đầu tiên các bạn sẽ thực hiện là nhập cái số nguyên A vào. Nhập số nguyên A. A bằng, bạn hay cho đẹp. Rồi, ở lần thứ hai là các bạn sẽ ghi là read line là A. Để cho nhanh, các bạn sẽ sao chép xuống. Là nhập số nguyên B bằng. Tiếp theo, hai đại lượng đó là số nguyên A nhỏ số nguyên B và số nguyên A không nhỏ số nguyên B, các bạn sẽ thực hiện bằng cách đưa vào chương trình. Bình thường các bạn sẽ làm như sau là write line đi. Các bạn ghi là số A nhỏ hơn số B. Đó là một cái lời, đây là một đại lượng. Đây chính là một cái lời kết luận luôn các bạn ha. Tiếp tục, các bạn thấy bài này chúng ta còn một ý nữa là số nguyên A không nhỏ hơn số nguyên B. Vậy các bạn lại có thể là đưa vào chương trình như sau là write là số A không nhỏ hơn số B. Đây là chính là một lời kết luận, đây cũng là một đại lượng của chương trình. Và các bạn thêm lệnh read line để dừng chương trình xem kết quả. Các bạn thấy khi mình làm xong truy lưu thì ở trên là no name và dưới đấy là có hoa thì, các bạn sẽ nhấn F2. Các bạn ghi là bài ví dụ 1. Và để chạy chương trình, các bạn nhấn hai phím Ctrl F9. Giả sử các bạn nhập vô 7 là A. Tiếp theo B, các bạn nhập vô số 9. Như vậy chúng ta có A là 7, B bằng 9, các bạn Enter. Như vậy ở trên chương trình sẽ ra hai kết quả luôn. Đó chính là hai đại lượng mà chúng ta vừa phân tích ban đầu. Đó là số nguyên A nhỏ hơn B. Đương nhiên rồi, 7 nhỏ hơn 9. Tuy nhiên nó lại ra thêm một câu là số nguyên A không nhỏ hơn số nguyên B. Lý do là chúng ta đưa tất cả những đại lượng của cái đề bài này các bạn đưa vào chương trình, cho nên là hậu quả là nó ra hai kết quả và hai kết quả này nó mâu thuẫn với nhau.
Vậy làm sao chúng ta có thể là khắc phục điều này được? Ban đầu các bạn nhìn thấy là có vẻ là máy tính nó hơi ngốc nghếch, và quả thật máy tính nó ngốc nghếch. Nhưng con người đã ngày càng huấn luyện cho máy tính nó thông minh hơn, và ngày nay máy tính đã được dùng trong rất nhiều lĩnh vực. Quan trọng là nhờ cái sự thông minh hơn của nó. Vậy, và để hiểu được sự thông minh này, các bạn hãy đến câu chuyện như sau. Câu chuyện đó được bắt đầu bởi hai chữ cái A và chữ Y, viết tắt là Artificial Intelligence, dịch ra là trí tuệ nhân tạo hay là trí thông minh nhân tạo. Với cái khái niệm AI này, có lẽ các bạn đã được theo dõi ở trên các phương tiện truyền thông. Ngày nay AI được ứng dụng trong các cái thế hệ máy móc, để những thế hệ máy móc đó càng giúp con người hiệu quả hơn, triệt để hơn trong cái công việc. Đầu tiên các bạn đến một cái bài báo được đăng trên báo VnExpress.net vào ngày thứ hai 31 tháng 7 năm 2017, tức là cách đây khoảng nhiều năm rồi. Có một đề tài đó là robot trò chuyện bằng ngôn ngữ lạ gây lo ngại rằng robot sẽ lật đổ con người. Các bạn có thể theo dõi đường link này ở trên video và các bạn tìm trên mạng có cái bài báo này. Robot trò chuyện bằng ngôn ngữ lạ gây lo ngại rằng robot sẽ lật đổ con người. Đối với những nhà nghiên cứu ở Facebook thì robot sống đã trở thành nỗi sợ hãi thật sự. Chúng đã không còn nói tiếng Anh. Thay vào đó, robot giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của riêng mình mà con người không thể hiểu được. Các kỹ sư tại Facebook hồi đầu tháng 7 năm thứ 27 các bạn ha, đã phải ngắt kết nối hai robot được trang bị trí thông minh nhân tạo, tức là AI đó, tên là Bob và Alice. Sau khi chúng đã tự tạo ra một ngôn ngữ riêng để giao tiếp với nhau mà các nhà khoa học không thể nào giải mã nổi, theo cái báo Digital. Trước đó, các nhà nghiên cứu ở Facebook đã lập trình Bob và Alice biết sử dụng tiếng Anh nhằm hỗ trợ người dùng trong một số dịch vụ trên mạng xã hội. Hiện nay các bạn vào một số trang web, các bạn thấy người ta có phần tư vấn ảo, chính là những cái hệ máy học robot để trả lời các bạn đó các bạn ha. Đó chính là những cái lập trình AI. Tuy nhiên, một thời gian sau, họ nhận ra rằng hai robot này bắt đầu trò chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ bí ẩn không hề giống tiếng Anh. Các chuyên gia không tài nào biết được chính xác chúng đang trao đổi gì với nhau. Họ lo ngại con người sẽ không hiểu được ngôn ngữ riêng của robot dù con người đã tạo ra chúng. Các bạn thấy ghê. Các cụm từ có vẻ không có nghĩa với con người, nhưng lại là cách giao tiếp hữu hiệu giữa hai robot này. Sự cố này đã làm dấy lên mối lo ngại rằng các robot trang bị trí thông minh nhân tạo có thể đang tự phát triển theo con đường riêng và đến một lúc nào đó sẽ vượt tầm kiểm soát của con người. Nhiều người bày tỏ nỗi sợ hãi trên mạng xã hội rằng robot một ngày nào đó sẽ tự biết tư duy, biết giao tiếp với nhau và liên kết để lật đổ con người. Rất là ghê các bạn ha. Đây là cái mục đích ban đầu rất tốt đẹp của con người, là để huấn luyện máy tính thông minh hơn, để giúp công việc của con người nó hiệu quả hơn. Tuy nhiên, câu chuyện đã khác rồi các bạn ha, khi mà lĩnh vực AI được các quốc gia nghiên cứu phát triển. Ở trên màn hình chính là robot có tên là Sophia. Chắc các bạn đã từng được chia sẻ trên Facebook hoặc là một số cái mạng truyền thông. Sophia là một robot sử dụng trí thông minh nhân tạo gây ấn tượng vì mức độ thông minh tại hội nghị trí tuệ nhân tạo do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Các bạn thấy ha, đấy, người ta chế tạo robot gần gần mang dáng vẻ con người và gần gần suy luận gần giống con người. Các bạn thấy một phóng viên của đài CNBC đang phỏng vấn robot này. Nếu các bạn không được nhìn trực tiếp cái video này mà các bạn chỉ nghe cái trao đổi giữa cái phóng viên này và cái robot Sophia thì các bạn sẽ nghĩ rằng đây là hai người đang nói chuyện với nhau. Đấy các bạn ha, sự tiến bộ của ngành công nghệ thông tin, của máy tính đã tạo ra những sản phẩm như vậy các bạn ha. Vấn đề là chúng ta sẽ sử dụng nó vào mục đích gì, tốt hay xấu, không các bạn hiểu không? Và để thực hiện những cái điều liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI các bạn ha, thì nó dựa trên hai lĩnh vực mà hiện nay đang phát triển rất mạnh ở các quốc gia phát triển, đó chính là Big Data. Big Data đó là dịch
là dữ liệu lớn, hay gọi một cách văn vẻ đó là khoa học dữ liệu. Thứ hai đó là toán thống kê. Ở hai nội dung này nó tạo nên cái trí thông minh nhân tạo. Big data nghĩa là khi các bạn vào các hệ thống trang mạng thì máy tính đã thu thập tất cả những hành vi các bạn lại. Và người ta nói rằng là đôi khi á, với cái big data này á, máy tính phân tích ra thì máy tính còn hiểu bạn hơn là người thân của các bạn hiểu bạn. Bạn ha, là máy tính là nhờ cái khoa học dữ liệu này, big data, dữ liệu lớn. Các bạn vào trong web nào, hành vi sắp tới của bạn ra sao thì đều bị big data này phân tích hết các bạn ha, rất nguy hiểm. Và để thực hiện điều này thì nó dùng một cái lĩnh vực của ngành toán, đó là toán thống kê. Bản chất của big data, của trí thông minh nhân tạo đó chính là toán thống kê. Thống kê tìm ra quy luật hành vi của con người các bạn ha, và dự đoán được hành vi của con người trong tương lai. À, các bạn ha, rất là nguy hiểm, rất là hay và rất nguy hiểm. Như vậy các bạn lưu ý, chúng ta cần học toán tốt hơn nữa để chúng ta có thể làm tốt cái lĩnh vực AI này. Và để thực hiện cái nhóm công chủ đề về trí tuệ nhân tạo thì đơn giản lắm các bạn. Họ sử dụng các cái lệnh điều kiện thôi, ở mức độ cơ bản. Khi các bạn nghiên cứu thêm thì bạn thấy là những cái người trợ lý ảo mà trên mạng chính là họ dùng các cái câu hỏi và trả lời nếu thì sau này Master Đăng Dương sẽ làm một số cái video về cái trợ lý ảo ứng dụng rất nhiều ở câu lệnh if then này các bạn ha. Đó chính là lý do mà chúng ta sẽ phải nghiên cứu cái video 2A này. Để thực hiện câu lệnh điều kiện ở trong Pascal thì các bạn dùng cái câu lệnh if như trên màn hình. Ở câu lệnh if nó có hai dạng. Thứ nhất là câu lệnh điều kiện dạng thiếu. Ở trên màn hình đã liệt kê, đó là cú pháp ghi là if điều kiện đen câu lệnh chấm phẩy. Để biểu diễn cho cái sơ đồ, các bạn thấy trong hình thoi là cái điều kiện. Khi đi một mũi tên vào sẽ có hai mũi tên ra. Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh, còn nếu điều kiện sai thì không thực hiện câu lệnh. Rồi ha. Ngoài ra, Pascal còn cung cấp chúng ta một cái câu lệnh điều kiện, đó là câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ. If điều kiện đen câu lệnh 1, else câu lệnh 2 chấm phẩy. Các bạn thấy đằng sau câu lệnh 1 là không có dấu chấm phẩy bạn nhé. Rồi. Ý nghĩa là nếu điều kiện là đúng á, thì máy tính sẽ thực hiện cái công việc 1. Còn ngược lại, tức là điều kiện mà sai thì máy tính sẽ thực hiện câu lệnh 2. Các bạn thấy cái sơ đồ ở trên màn hình, điều kiện đi vào hỏi thì có hai đáp án là đúng sai. Vậy đúng thì làm câu lệnh 1, còn sai thì làm câu lệnh 2. Các bạn hãy quan sát cái sơ đồ ở trên màn hình. Vậy sự khác biệt cơ bản giữa hai lệnh điều kiện dạng thiếu và đủ chính là ở điều kiện dạng thiếu á, là chỉ làm một công việc thôi, hoặc không làm cái việc đó. Còn ở câu lệnh dạng đầy đủ, tức là phải làm một trong hai, bắt buộc phải làm một trong hai các bạn ha. Ở trên màn hình là liệt kê cái ví dụ. If n lớn hơn 0, then write line, n là số dương. Đấy các bạn thấy, nếu n nhập vô ví dụ 5, thì 5 lớn hơn 0, thì máy in ra là số, n là số dương. Còn nếu bạn nhập vô là số trừ 2 đi, thì nó không in ra câu đó. Tương tự bên tay phải các bạn thấy một cái ví dụ. Nếu n mốt 2 bằng 0, then write line, n là số chẵn. Đằng sau chữ số chẵn không có dấu chấm phẩy, các bạn ha, không có. Xuống dòng else, write, n là số lẻ. Tức là khi mình xét một số nguyên chỉ có về vật chẵn lẻ, chỉ có hai trường hợp thôi, hoặc là chẵn hoặc lẻ các bạn ha, thì chúng ta dùng cú pháp là if điều kiện đen câu lệnh 1, else câu lệnh 2 chấm phẩy. Đó là cái ví dụ ở trên màn hình. Để sử dụng các câu lệnh if thiếu hoặc là câu lệnh if đầy đủ, các bạn cần phải có những lưu ý sau. Thứ nhất, đó là điều kiện là một biểu thức phải có chứa phép so sánh. Ở trên màn hình liệt kê là 6 phép so sánh. Thì các bạn học các bộ môn là toán, lý hóa, vân vân, và hôm nay là lập trình, thì luôn luôn chúng ta có ít nhất là 6 phép toán so sánh như trên màn hình các bạn ha. Đây các bạn quan sát là ở trên màn hình chúng ta có ví dụ 1 là n lớn hơn 0. Đây là một phép so sánh lớn, dấu lớn hơn. N mốt 2 bằng 0, các bạn thấy có dấu bằng, đây là một phép so sánh bằng các bạn ha. Thì ở trong bộ môn toán lý hóa, các bạn thấy chúng ta dùng các phép toán so sánh như sau. Đây các bạn thấy ở bên tay trái, đó là cái các phép so sánh được dùng trong bộ môn toán lý hóa. Tuy nhiên hôm nay chúng ta học lập trình thì chúng ta sẽ dùng các cái ký hiệu màu đỏ ở đây các bạn ha, màu đỏ. Ý nghĩa nó tương tự, nó chỉ vi khác thôi. Trong đó
cái dấu hơi lạ so với toán lý hóa chính là phép so sánh khác. Đây các bạn, ở bên bộ môn toán, phép so sánh khác á, chúng ta là cái này. Thì ở bên tin học, phép so sánh khác là viết là dấu nhỏ lớn, chỉ nhìn thôi các bạn ha. Bên tay trái đó là phép lớn hơn hoặc bằng các bạn. Thì ở môn toán chúng ta có lớn bằng hoặc bé hơn hoặc bằng các bạn ha. Thì ở bên lập trình chúng ta có ký hiệu tương ứng, đó là lớn hơn hoặc bằng, nghĩa là dấu bằng á, nó nằm bên phải ngang với dấu lớn. Và nhỏ hơn bằng chúng ta cũng có như vậy, là dấu bằng á, nằm ngang với dấu nhỏ các bạn ha. Ký hiệu thì khác nhưng ý nghĩa nó giống nhau, và đều là ở trên đó là lớn hơn hoặc bằng, ở dưới là nhỏ hơn bằng các bạn nha. Rồi, và lưu ý rằng là không ai đọc là nhỏ hơn hoặc lớn, hoặc là hay là bằng hoặc nhỏ hơn, mà phải là lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng các bạn nha. Vậy chúng ta sẽ dùng các ký hiệu này để lập lên các cái điều kiện ở trong câu lệnh if. Các bạn nhớ dùng cái này, các bạn nhớ nha, là dùng cách ghi của lập trình. Tiếp theo các bạn đến lưu ý số 2, là điều kiện sẽ cho kết quả đúng hoặc sai. Bởi vì chúng ta dùng phép so sánh cho nên là kết quả sẽ ra là đúng hoặc sai. Thì Master Đăng Dương sẽ làm một video về vấn đề điều kiện này ở phần tiếp theo. Các bạn nhớ đón xem các video sau. Ý thứ ba là câu lệnh nằm trên hoặc trước từ khóa L là không được phép có dấu chấm phẩy. Các bạn quan sát ở trên màn hình. Đây là từ khóa L. Từ khóa L thì phía trên này từ cái lệnh dry line là một cái lệnh nằm trên L, thì ở đây chúng ta thấy là không được có dấu chấm phẩy ở đây. Các bạn nhớ đó là cái yêu cầu của ngôn ngữ lập trình Pascal. Ý thứ tư, khi câu lệnh 1, đây, câu lệnh này các bạn ha. Đây, ở các bạn quan sát ở trên cái cú pháp của lệnh if. Khi câu lệnh này hay là câu lệnh 1 ở bên này hoặc câu lệnh 2 ở đây, nếu có nhiều lệnh mà ghép lại thì các bạn đặt nhiều lệnh ở đó trong hai cái từ khóa có tên là begin end, thì Master Đăng Dương sẽ làm cái video về cái vấn đề này. Các bạn nhớ đón xem các video tiếp theo. Nghĩa là chúng ta phải đặt những cái nhóm lệnh mà ở đây, ở trong trường hợp 1 hoặc ở trong trường hợp 2, khi mà có nhiều các bạn ha, thì chúng ta phải đặt trong hai từ khóa này. Thì Master Đăng Dương sẽ làm một video về vấn đề này, các bạn nhớ đón xem ở các video sau. Các bạn cần nhớ khi lập điều kiện là chúng ta luôn luôn phải chứa phép so sánh bạn nhé. Thì Master Đăng Dương sẽ làm video về vấn đề này ở các video sau. Chúng ta trở lại đề tài chúng ta phân tích hồi nãy. Vậy làm sao để in ra được cái lời kết luận là số A nhỏ số B hoặc là số A không nhỏ số B các bạn ha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ áp dụng cái câu lệnh điều kiện vào trong cái bài này. Và bây giờ để các bạn dễ hiểu, Master Đăng Dương sẽ xóa cái những cái lệnh dry này đi. Đây là những câu lệnh nó tạo ra sự sai sót của chương trình. Các bạn ha, Master Đăng xóa. Rồi, ở đây chúng ta sẽ áp dụng lệnh if. Đầu tiên các bạn có thể sử dụng cái lệnh if thiếu. Và các bạn ghi là if A nhỏ hơn B. Đây, các bạn thấy lập điều kiện là có phép so sánh. Ở đây là A nhỏ hơn B. Đen, đó các bạn thấy đối chiếu với cái lệnh if ở đây. Xuống hàng các bạn nhấn tab vô các bạn ha. Đúng ra là bạn nhớ dùng là nhấn tab. Tuy nhiên là trong các video mà Master Đăng hướng dẫn thì Master Đăng Dương không có nhấn phím tab, vì nếu nhấn vô thì nó sẽ bị khuất ở bên tay phải của màn hình. Thì Master Đăng Dương chỉ nhấn phím khoảng trắng thôi. Các bạn nhớ dùng là phải nhấn phím tab các bạn nha. Này. Thì ở đây là if A nhỏ B thì thôi, mình các bạn sẽ in ra cái đại lượng kết luận, đó là số A nhỏ hơn số B. Đơn giản. Đóng ngoặc chấm phẩy xong. Các bạn ha. Rồi các bạn tự quan sát chương trình. Các bạn nhấn F2 để lưu lại và nhấn cùng nhau chính. Các bạn nhập vô 7 và 9. Các bạn thấy máy tính đã in ra được là số A nhỏ số B. Các bạn thấy không? Chương trình đã thông minh hơn rồi so với ở phía trên các bạn ha. Thông minh hơn rồi, tức là 7 nhỏ 9. Các bạn thử lại. Các bạn nhập vô 7 và số 4 thôi. Thì không có gì cả. Mình thấy là cảm thấy là chương trình máy tính đã thông minh dần dần lên được rồi. Chính là bằng cách là các bạn đưa lệnh if vào. Nhưng trong đề tài này chúng ta còn một câu nữa là in ra câu là số nguyên A không nhỏ số nguyên B, thì các bạn như sau. Ở đây các bạn enter, các bạn tiếp tục lại dùng một cái if thiếu nữa là if. Các bạn thấy nếu như A nhỏ hơn B thì in ra, còn ngược lại muốn số A không nhỏ số B thì bạn làm như sau. Bạn ghi là A lớn hơn hoặc bằng B. Đèn.
Bạn lưu ý ha, trong bộ môn toán, nếu A mà không nhỏ hơn B thì A có thể lớn hơn hoặc bằng B. Vậy các bạn phải ghi là A lớn B mới đúng các bạn ha. Rồi, ở đây các bạn sẽ ghi right. Đây là chính là câu lệnh của cái in ra cái kết luận. Rồi các bạn ghi là số A không nhỏ hơn số B. Chấm phẩy. Đó các bạn thấy. Như vậy chúng ta đã dùng cái câu lệnh ít thiếu để giải quyết cái đáp số của bài này. Tức là kết luận nào là theo if đó các bạn ha. Rồi các bạn thử mình nhấn cần giúp chính. Các bạn nhập vô là 7, 9. Như vậy kết quả là số A nhỏ số B. Các bạn nhập vô 7. Các bạn nhập vô là 7, 4 thì kết quả là số A không nhỏ số B. Các bạn ha, đó là cái yêu cầu của cái bài này và chúng ta đã đáp ứng được. Như vậy ở trên màn hình chính là cái sử dụng lệnh if. Tuy nhiên để làm bài này chúng ta có thể sử dụng cái dạng if đầy đủ. Các bạn thấy nè, ở đây chỉ có hai trường hợp là số A nhỏ số B hoặc số A không nhỏ hơn thôi. Thì thay vì các bạn dùng hai lệnh if thiếu thì ở đây chúng ta sẽ cải tiến thành các bạn sẽ không cần phải ghi if nữa. Các bạn xóa đi. Các bạn ghi ở đây là chữ else. Mà ghi chữ else đây thì ở đây các bạn bắt buộc phải bỏ dấu chấm phẩy. Khi đó chúng ta hình thành nên một câu if dạng đầy đủ là từ chỗ if này kéo dài tới chỗ chấm phẩy này các bạn ha. Đó, thay vì là các bạn dùng cái if thiếu thì bạn dùng if đầy đủ là if else. Và nhớ khi dùng else các bạn luôn nhớ này là không được có dấu chấm phẩy nằm ở vị trí này vì lệnh này nằm trên cái từ khóa là else. Rồi các bạn quan sát, máy tính Dương chạy thử trên màn hình. Nhập vô 7 10. Như vậy là số A nhỏ số B. Enter, cái dấu chính 7 2 7 3 đi. Số A không nhỏ số B. Các bạn ha, đây chính là cái hoặc các bạn thử một chương trình nhé, là các bạn nhập vô số 6 6 thì kết quả là số A không nhỏ số B. Nghĩa là có thể đã bằng hoặc lớn hơn. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được cái yêu cầu của đề tài ở trên màn hình bằng cách sử dụng câu lệnh if. Như vậy các bạn thấy dường như là chương trình máy tính đã được thông minh hơn là nhờ con người ta huấn luyện cho máy bằng các cái lệnh các bạn ha. Tiếp theo các bạn đến phần phát triển của đề tài ở đầu video. Nội dung là so sánh số nguyên A và số nguyên B. Thì ở trong các bộ môn toán lý hóa, khi các bạn so giá trị của hai cái số với nhau thì chúng ta có 3 trường hợp các bạn ha. Đó là số A lớn số B, thứ hai là số A bằng số B và thứ ba là số A nhỏ số B. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh if để chúng ta sẽ thực hiện cái phần phát triển này. Các bạn quan sát trên màn hình mà tôi đang dương thực hiện. Ở đây chúng ta sẽ xóa cái nội dung này đi. Và đây là chúng ta đã xác định được một trường hợp, đó là A nhỏ B bằng cái câu lệnh if thiếu này. Và đây là hết lệnh if nên các bạn phải có dấu chấm phẩy ở vị trí này. Tiếp theo ở trường hợp thứ hai các bạn ghi lệnh if A bằng B. Đó tức là mình xét cái trường hợp thứ hai thì ở đây chúng ta sẽ ghi một câu là số A bằng số B chấm phẩy. Và còn một trường hợp nữa đó là if A ở đây chúng ta ghi là lớn hơn B thì các bạn sẽ in ra là số A lớn hơn số B. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được cái sự phát triển của đề tài ở đầu video. Các bạn lưu lại, các bạn nhấn cột dấu chính. Các bạn nhập vô 7, 6 thì là số A lớn hơn số B. Các bạn nhập vô 7, 7 số A bằng số B. Và các bạn nhập vô là 7 và số 9. Như vậy là số A nhỏ hơn số B. Như vậy là chương trình đã thông minh hơn được rồi và giải quyết được cái sự phát triển của đề tài. Thì ở đây các bạn thấy với 3 cái trường hợp này các bạn dùng 3 lệnh if thiếu như trên màn hình. Tuy nhiên có một cách triển khai khác là chúng ta sẽ áp dụng cái câu lệnh chúng ta sẽ thay 3 cái lệnh if thiếu này bằng một câu lệnh, các câu lệnh là if đầy đủ. Các bạn quan sát máy tăng Dương thực hiện trên màn hình. Máy tăng Dương sẽ viết lại chỗ này. If A lớn hơn A nhỏ hơn B thì in ra là số A nhỏ số B các bạn ha. Bây giờ chúng ta tiến hành cái vế còn lại của cái if đầy đủ, nghĩa là của chữ else, thì các bạn phải lưu ý phải xóa cái chấm phẩy ở đây đi. Các bạn xóa đi. Các bạn ghi chữ else. Các bạn enter xuống dòng, các bạn ghi. Thì ở đây chúng ta thấy
Nếu A nhỏ hơn B là tình huống này, là một trường hợp là chúng ta đã in ra là số A nhỏ số B. Tuy nhiên ngược lại là ngược lại cái L này đó là ngược lại của điều kiện này, ngược lại của A nhỏ hơn B, tức là A có thể lớn hơn B. Vậy các bạn sẽ ghi như sau. Ở dưới L này các bạn sẽ triển khai một if nữa là if A bằng B đen. Sau đó các bạn ở đây chúng ta sẽ ghi write là số A bằng số B. Tiếp theo, như vậy chúng ta đã giải quyết được là hai trường hợp rồi, là A nhỏ hơn B, A bằng B. Vậy còn một trường hợp nữa chính là cái trường hợp ngược lại của cái if này các bạn ha. Thì tiếp theo ở đây chúng ta lại tiến hành ở if này nè, chúng ta sẽ triển khai thành một if đầy đủ. Như vậy chúng ta lưu ý là không được có chấm phẩy ở đây các bạn ha. Chúng ta sẽ triển khai tiếp tục bằng cách là các bạn ghi chữ else. Các bạn xuống dòng các bạn ghi tiếp là write là số A lớn hơn số B. Đó, như vậy ở đây chúng ta dùng phương pháp đó là các lệnh if lồng vào nhau. Ở đây chúng ta có hai lệnh if else lồng vào nhau. Thì các bạn thấy nè, so với cách viết hồi nãy thì hồi nãy á, dùng 3 if thiếu thì có vẻ là nó ngắn hơn. Bây giờ chúng ta dùng dùng cái if lồng nhau á, thì nó dài hơn. Nhưng những người mà lập trình chuyên nghiệp á, thì họ làm theo cách này các bạn. Tức là if lồng nhau nhìn cái vẻ dài hơn nhưng rất hiệu quả. Nghĩa là với cái if lồng nhau này và có chữ else á, máy tính sẽ thực hiện, nếu mà đã in được câu này rồi thì nó sẽ bỏ hết những cái ý còn lại ở đây bạn ha. Tương tự, nếu A nhỏ hơn B thì sẽ in ra câu này và không in ra những câu còn lại ở đây, không có xét nữa. Còn nếu mà máy tính không thể xét được cái câu right này thì sẽ xuống phần else. Phần else này tiếp tục lại xét cái ý này, nếu thỏa A bằng B thì in ra là số A bằng số B và không có cần phải xét đến và gọi là đến cái ý cuối cùng này. Còn đương nhiên rồi, nếu như mà máy tính xét AB mà không thỏa A nhỏ hơn B, không thỏa A bằng B thì chắc chắn máy tính sẽ thực hiện câu lệnh này. Như vậy, nhìn câu lệnh này thì có vẻ là nó dài, tuy nhiên là những người lập trình chuyên nghiệp á, thì họ viết theo kiểu này các bạn ha, rất hiệu quả để cho máy tính chạy nhanh. Như vậy ở trên màn hình chúng ta chạy thử, các bạn nhấn cửa chính. Các bạn nhập vô là 7, 5, A lớn hơn B. Các bạn nhập vô 7, 7, A bằng B. Các bạn nhập vô 7, 10 đi thì là số A nhỏ số B. Như vậy là với bài này các bạn sẽ triển khai bằng if thiếu hoặc if đầy đủ giống như trên màn hình. Các bạn hãy tua lại video để xem cái phần sử dụng 3 lệnh if thiếu của cái đề tài này. Các bạn lưu ý câu lệnh nằm trên từ khóa L là tuyệt đối không được có chấm phẩy. Đây các bạn thấy nè, đây là từ khóa L ha, từ khóa L. Ở đây cũng vậy, không có dấu chấm phẩy vì ở đây có từ khóa L. Còn kết thúc bài là chúng ta phải kết thúc cái lệnh if á, thì các bạn phải có dấu chấm phẩy. Nghĩa là với cái tình huống này thì chúng ta có một if bắt đầu từ vị trí trên cao này và kéo dài đến cái dấu chấm phẩy nằm ở đây. Đây là một lệnh if. Nó chứa ý bên trong, người ta gọi là if lồng vào nhau. Thì để hiểu được cái lệnh if lồng nhau á, thì các bạn có thể xem trong cái Master Lan Dương channel, trong cái kênh của Master Lan Dương á, thì có cái phần là thành thạo hàm if trong Excel. Nói có vẻ không liên quan, tuy nhiên các bạn nên xem cái video đó để hiểu được là các lệnh if lồng nhau và cách các lệnh if nó loại trừ các điều kiện với nhau. Thì các bạn nên coi cái video đó trong kênh Master Lan Dương channel. Sự khác biệt giữa if then và if then else á, thì nó có gì khác biệt các bạn ha, nên người ta mới đưa ra hai cái lệnh này. Thì để các bạn hiểu được cái sự khác biệt và những tình huống áp dụng á, thì các bạn sẽ chờ đợi những thử thách của Master Lan Dương channel ở các video sau. Rất nhiều thử thách các bạn, để khi các bạn thực hiện các bạn sẽ thấu hiểu được là if then khi nào dùng và if then else khi nào dùng. Đó, có sự khác biệt nên người ta mới đưa vào trong hệ thống của Pascal. Và để chờ đợi các cái thử thách tiếp theo của Master Lan Dương channel, các bạn nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh thì để nhận được các video mới nhất và những video liên quan, đồng thời những thử thách sau này. Các bạn nhớ nha, nhấn nút subscribe và cái chuông để không bỏ lỡ các video và các thử thách tiếp theo của Master Lan Dương channel. Không để các fan hâm mộ của Master Lan Dương channel đợi lâu, các bạn đến với bài thực hành số 11 có nội dung nhập vào số nguyên N và thông báo cho biết N là số dương, số 0 hay là số âm. Thì bài này chúng ta có 4 đại lượng các bạn nha.
trong đó đại lượng số 1 chính là cái n, còn ba đại lượng nữa đó là số dương, kết luận số dương, số 0 và số âm, đó là ba đại lượng này. Thì n đó là cái biến chúng ta phải khai báo, còn ba đại lượng còn lại chính là cái đáp số và là cái kết quả của bài này. Bài này chúng ta có ba lời giải, tuy nhiên chúng ta chỉ có một đáp số thôi là số 0, số dương hoặc là số âm các bạn ha. Rồi vậy các bạn quan sát mắt tăng dương thực hiện ở trên màn hình. Ở đây chúng ta có bài 11, các bạn có cái đại lượng n, thì chúng ta sẽ tiến hành khai báo là số nguyên. Sau đó các bạn thiết kế phần thân chương trình, các bạn sẽ nhập vào cái số nguyên n, các bạn sẽ dùng lệnh readline để nhập n vào. Tiếp theo các bạn sẽ thực hiện ba lời giải, đầu tiên là if n lớn hơn 0 đen, các bạn xuống dòng, các bạn nhấn tab bạn ha, ở đây thì mắt đơn dương nhấn dấu khoảng trắng. Tiếp theo là chúng ta ghi là right là n là số dương, xong các bạn ha, đây là một cái lời giải. Tiếp theo chúng ta tiến hành sao chép cho nhanh các bạn ha, có ba cái trường hợp, đó là n bằng 0, bằng 0 thì ta n là số 0. Còn nếu là trường hợp n mà nhỏ hơn 0 thì n là số âm. Và để kết thúc chương trình, dừng chương trình, các bạn dùng readline chấm phẩy. Như vậy là các bạn lưu lại với là bài 11. Các bạn chạy thử, nhấn cột dấu chính, nhập vô số 7 thì là số dương. Bộ test tiếp theo đó là nhập số 3, nhập số 3 là số dương. Các bạn nhập vô số là số 0 ra số 0. Các bạn nhập vô số trừ 6 thì ra là số âm. Như vậy các bạn lưu ý một khái niệm là full test mà Master Dương đã trình bày ở trong cái video số 1 các bạn ha. Chúng ta phải thử ba tình huống trở lên thì ở trên màn hình chúng ta đã làm tốt. Bạn lưu ý nhập trừ 6 số âm, các bạn nếu mà nhập số khác thử coi, số trừ 250 thì nó cũng giống như là trừ 6 bởi vì nó là số âm các bạn ha. Vậy chúng ta chỉ cần nhập một cái lần thôi. Việc thực hiện full test cũng là một nghệ thuật các bạn ha. Chúng ta làm sao để nhập vào mà biết chắc chắn là chương trình mình đúng, đó là cả một nghệ thuật. Thì các bạn sẽ được Master Đăng Dương chia sẻ trong các cái video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Như vậy trên mình đó là cái bài giải của bài số 1. Tuy nhiên nếu các bạn viết theo kiểu này là chúng ta viết theo kiểu là ba lệnh if thiếu. Ngoài ra chúng ta có thể viết như sau. Master Đăng Dương có thể là triển khai cái ý này bằng lệnh if lồng nhau, tức là cái if đầy đủ các bạn ha. Đây các bạn quan sát đây, chúng ta có thể ghi là if n lớn hơn 0 đen, các bạn xuống dần các bạn ghi right, ở đây là các bạn ghi là số dương, số dương. Rồi các bạn ghi else, các bạn nhớ vì mình xài else nên mình sẽ không có chấm phẩy ở phía trên. Tiếp tục xuống dưới các bạn ghi if nữa, if n bằng 0 thì các bạn xuống dần các bạn ghi là right là số 0. Và tiếp theo chúng ta dùng else nữa nên chúng ta không được chấm phẩy ở đây, các bạn xuống dần các bạn ghi là else. Và ở đây chỉ còn cách cuối cùng thôi là ngoài số dương, ngoài số 0 thì còn lại kết luận là đương nhiên là đó là số âm. Như vậy các bạn không có dùng if nữa mà các bạn else, đó là cái lệnh chắc chắn phải thực hiện, đó là lệnh right, cái câu là số âm. Đấy, như vậy các bạn có thể thực hiện cái bài số 11 này bằng hai cách là sử dụng ba lệnh if thiếu. Nếu các bạn mà muốn tiện á, hoặc là muốn đơn giản thì mình làm như trên màn hình được rồi. Còn nếu các bạn mà viết theo kiểu chuyên nghiệp á, thì chúng ta phải thực hiện bằng cách là sử dụng cái câu lệnh if đầy đủ để loại trừ lẫn nhau. Mà khi các bạn viết như vậy á, thì chương trình sẽ nhanh hơn so với cách làm phía trên. Tuy nhiên ở mức độ cơ bản thì các bạn làm cách nào cũng được, không sao cả. Và lưu ý rằng khi các bạn thực hiện lệnh if lộn nhau này á, chúng ta có một cái nguyên tắc là nếu như bài toán mà nó có 3 trường hợp thì các bạn dùng hai lệnh if else lồng nhau. Đây, một if else và hai if else. Các bạn ha, có 3 trường hợp thì chúng ta dùng hai if else lồng nhau, đó là cái nguyên tắc lập luận trong các môn toán lý hóa và trong lập trình. Thì các bạn có thể xem lại cái video là thành thạo lệnh if trong Excel á, nói có vẻ không liên quan, tuy nhiên các bạn coi đó thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách dùng các lệnh if lồng nhau. Ở trong Excel là các hàm if, còn trong lập trình Pascal là các lệnh if lồng nhau. Mời các bạn đến bài thực hành số 12. Viết chương trình nhập vào số nguyên n và cho biết n là số chẵn hay lẻ. Bài này chúng ta có 3 đại lượng các bạn ha. Đó là thứ nhất là cái n nhập vào.
Và thứ hai đó là một trong hai câu, đó là số chẵn hoặc số lẻ các bạn ha. Thì N đó là cái biến phải khai báo, còn cái câu là chẵn lẻ đó là hai cái đại lượng sẽ nằm trong phần thân chương trình. Thì trên màn hình các bạn thấy là Master Văn Dương đã khai báo là một biến là biến N là kiểu số nguyên. Và sau đó là Master Văn Dương thực hiện việc là nhập cái số nguyên N này bằng hai lệnh này, những lệnh rất quen thuộc ở trong cái các bài thực hành trước. Sau đó các bạn tiến hành là ghi lệnh if N mod 2 bằng 0 đen. Đó các bạn thấy, để xét tính chẵn lẻ các bạn lấy N để cho các bạn chia cho 2 lấy phần dư, tức là phép toán mod. Mà nếu mà chia phần dư bằng 0 chứng tỏ là số N chia cho 2, mà số chia cho 2 tức là số chẵn. Vậy các bạn xuống hàng đây, các bạn ghi ở đây chúng ta dùng if L, cho nên chúng ta Master Văn Dương khuyên các bạn như sau, các bạn nên ghi chữ L ở đây luôn. Như vậy là trong bài này chắc chắn dùng if L, vậy chúng ta có giao luôn. Sau đó các bạn mũi tên lên, các bạn ghi là right ở đây, các bạn ghi là N là số chẵn. Đây là một cái đại lượng của chương trình, nó nằm trong phần gọi là phần thông báo kết quả bằng lệnh write. Và bạn lưu ý ở đây chúng ta là lệnh này nằm trên cái từ khóa L, nên chúng ta không được có chấm phẩy ở vị trí này, các bạn nhớ mình ha, không được có chấm phẩy ở đây. Rồi tiếp theo, một số không phải là chẵn thì còn lại là lẻ thôi. Vậy ở đây chúng ta ghi như sau, các bạn copy xuống cho nhanh. Đây các bạn copy xuống và chúng ta nhấn ghi đây là right bạn ha, để cho đẹp bạn ha. Rồi các bạn ghi là N là số lẻ. Như vậy là một số không là chẵn thì lẻ thôi các bạn ha. Rồi các bạn, và đây là để kết thúc cái lệnh if này á, thì các bạn sẽ nhấn dấu chấm phẩy ở đây. Tiếp theo để dừng chương trình các bạn nhấn read line chấm phẩy. Rồi các bạn nhấn phím F2, các bạn ghi là bài 12 enter. Các bạn nhập thử những câu chấm chính. Rồi các bạn nhập vô số 10, như vậy là số chẵn, enter. Full test là nhập thêm, các bạn nhập số 15 đi, là số lẻ các bạn ha. Như vậy là nếu mà xét chẵn lẻ chỉ có hai trường hợp là chẵn hoặc lẻ mà thôi. Tiếp theo, khi các bạn dùng if else, các bạn thử, nếu ở đây yêu cầu là không được chấm phẩy, mà nếu các bạn cố tình đặt chấm phẩy đi sao, các bạn quan sát. Ở đây chúng ta gọi chấm phẩy bạn ha. Bạn lưu ý khi gọi chấm phẩy, lập tức ở đấy màn hình sẽ hiện ra dấu hoa thị, các bạn quan sát nè, gọi chấm phẩy vô. Nghĩa là chúng ta đã thay đổi chương trình rồi, thì ở đây sẽ có cái dấu hoa thị, nghĩa là chúng ta đã thay đổi chương trình. Đó là do chúng ta đã thực hiện thêm chấm phẩy ở đây, các bạn nhớ hiểu không nào. Rồi thì bây giờ chúng ta muốn quyết định luôn, chúng ta sẽ F2, như vậy mất hoa thị. Rồi các bạn nhấn cửa chấm chính, khi đó Pascal sẽ báo lỗi. Đó, báo lỗi là bạn ơi, là cái dấu chấm phẩy này các bạn nè, đây nó sẽ báo lỗi và cái màu đỏ bạn ha, tức là dấu chấm phẩy này là không được, và cái vị trí báo lỗi á là nháy sẽ nằm ở vị trí này các bạn, đây vị trí này, con nháy sẽ nằm vị trí này báo lỗi, nghĩa là ở đây nè có vấn đề, thì nghĩa là trên từ khóa L là có chấm phẩy là sai. Như vậy bạn lưu ý đây, con nháy chớp chớp ở đây các bạn ha. Như vậy bạn sửa lại ở đây, xóa. Các bạn nhìn kỹ, khi Master Văn Dương xóa thì lập tức nó sẽ hiện hoa thị ở đây các bạn ha, xóa nè, nghĩa là mình đã thay đổi rồi, và đây là thay đổi đúng nên các bạn phải lưu lại bạn ha, F2. Tóm lại là trước khi các bạn nhấn Ctrl chính á thì các bạn phải nhớ phải là lưu lại cái bài của chúng ta đó bạn ha. Rồi bạn nhớ F2 lưu lại, và đây là lần lưu đúng, các bạn nhấn Ctrl chính đó. Như vậy thì nhập vào chúng ta sẽ có kết quả và chương trình chạy đúng bạn ha. Rồi như vậy trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số 12. Mời các bạn là fan hâm mộ của Master Văn Dương Channel đến bài thực hành số 14 có nội dung viết chương trình nhập vào điểm trung bình của một học sinh và xét nếu điểm trung bình từ 8 trở lên thì anh là học sinh giỏi, nếu điểm trung bình từ 6,5 đến dưới 8 thì là khá, nếu điểm trung bình từ 5 đến dưới 6,5 thì anh là trung bình, và điểm trung bình dưới 5 thì anh là yếu. Rồi thì bài này chúng ta có 5 đại lượng các bạn ha, đó là thứ nhất đó là cái điểm trung bình, và tiếp theo là 4 cái đại lượng, chính là 4 cái lời kết luận, và sẽ bốn lời kết luận này sẽ hiện ra trong phần thân chương trình. Còn phần khai báo các bạn chỉ cần là một cái biến thôi, đó là biến DTB. Thì đây là chúng ta đang xét điểm trung bình, thì biến này phải là kiểu real. Rồi bài này chúng ta có 5 đại lượng, có 4 lời giải, và 4 lời giải này chỉ ra một đáp số thôi các bạn ha, bởi vì nó tùy theo cái điểm trung bình mà sẽ ra là giỏi, khá, trung bình hoặc yếu. Các bạn quan sát Master Văn Dương thực hiện ở trên màn hình bài 14, các bạn sẽ có chỉ có một cái biến thôi, đó là điểm trung bình, và là nó là kiểu số thập phân, kiểu real. Sau đó các bạn tiến hành nhập vào cái điểm trung bình, lệnh write các bạn ha, lệnh rất quen thuộc trong các bài trước của video, đó là nhập điểm trung bình, tức là cái câu nhắc nhở thì bạn ghi đầy đủ điểm trung bình, nhưng khi các bạn dùng thì các bạn dùng cái biến các bạn ha, là biến
DTB. Sau đó các bạn tiến hành cái lời giải thứ nhất, đó là x điểm trung bình lớn hơn bằng 8, từ 8 cho nên là lớn bằng 8 các bạn ha. Đó là cái điều kiện tiếp theo. Đen xuống dòng các bạn sẽ write lên câu đó là giỏi. Tiếp theo các bạn dùng cái x. Tiếp theo là các bạn sẽ copy xuống. Ở đây chúng ta sẽ có 4 cái trường hợp. Để ra được loại khá đó thì điểm trung bình phải thỏa là từ 6,5 đến dưới 8. Thì để thiết lập cái điều kiện này á, các bạn làm như sau. Là các bạn mở ngoặc điểm trung bình, các bạn ghi là lớn hơn bằng 6,5, tức là từ 6,5. Đóng ngoặc phép toán N và mở ngoặc điểm trung bình nhỏ hơn 8. Đó, như vậy là với cái điều kiện đó thì cái kết quả sẽ là khá. Ở đây mất tương dương Enter cho dễ nhìn các bạn ha. Enter. Tiếp theo, để ra được loại trung bình thì điểm trung bình của người đó đó các bạn, nó phải là như sau. Mở ngoặc từ 5 đến dưới 6,5, tức là lớn hơn bằng 6 chấm, lớn hơn bằng 5. Đóng ngoặc N, điểm trung bình là bé hơn 6,5. 6,5 các bạn ha. Như vậy là với điều kiện này á, thì sẽ ra là trung bình. Và nếu muốn ra được loại yếu á, thì điểm trung bình phải là nhỏ hơn 5. Như vậy là đây là bạn này là xếp loại yếu. Không có dấu hình chữ yêu các bạn ha. Yêu. Rồi, để dừng chương trình các bạn dùng lệnh read line ở đây. Các bạn nhấn F2, bài 14. Enter. Các bạn chạy thử, nhấn cột chóp chính. Nhập vào ví dụ, các bạn thấy không? Trong bài này các bạn thấy chúng ta cần full test, nghĩa là phải nhập ít nhất 4 lần. Vì ở trên màn hình có 4 trường hợp các bạn ha. Full test là vậy, nghĩa là phải nhập một cái bài, các bộ test vào ít nhất là 3-4 trường hợp trở lên. Nào các bạn đầu tiên, loại giỏi, các bạn nhập vô ví dụ như là 8,1 đi. Như vậy là loại giỏi. Enter. Giờ thứ hai là muốn ra loại khá thì là từ 6,5 đến dưới 8 thì các bạn nhập vô là 7,5 đi. 7,5 là khá. Các bạn nhập thử rồi, 6,5 các bạn, 6,5 coi thì kết quả là khá đương nhiên rồi, bởi vì từ 6,5 đã là khá rồi. Tiếp theo, lần nhập thứ ba đó là điểm trung bình thì các bạn nhập dấu hiệu 5,3 đi là trung bình. Còn loại yếu đương nhiên rồi, dưới 5, ví dụ các bạn nhập vô là 4 đi, 4,5 đi. Enter, hoặc là 4,9 đi, đã là yếu rồi các bạn ha. Như vậy ở trên màn hình chính là full test các bạn. Full test nghĩa là với một bài các bạn phải nhập nhiều lần, mỗi lần một bộ khác nhau. Và các bài các bạn mà nó đáp ứng được á, đúng hết thì là full test các bạn nhé. Bạn nhớ đó, khái niệm đó rất quan trọng trong lập trình. Đó là tư duy của lập trình, các bạn nhớ cái chi tiết đó. Như vậy trên màn là toàn văn bài giải của bài thực hành số 14. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn thay 4 cái lệnh if này bằng, tức là lệnh if thiếu này á, bằng các lệnh if đầy đủ thì chúng ta sửa như sau. Các bạn quan sát, Master Đăng Dương sẽ xóa các trường hợp phía dưới đi. Nào, ta bắt đầu lại. Nếu điểm trung bình từ 8 lên đúng không? Cho nên có L đúng không ạ? L không? Tức là có ngược lại đúng không? Thì đây, ở trên là chúng ta có là right là giỏi. Đúng không các bạn? Hả? Từ 8 là giỏi rồi. Và ở đây chúng ta có L nên không chấm phẩy. Tiếp tục, ngược lại nghĩa là điểm trung bình không thể nào lớn hơn bằng 8. Nghĩa là nhỏ hơn 8. Vậy các bạn ít như sau, nhìn kỹ nè. Với cái làm này chúng ta không cần dùng cái phép toán N nữa mà như sau. Đây, điểm trung bình lớn hơn bằng 6,5. Đen. Đây là cách lập trình chuyên nghiệp các bạn ha. Bởi vì khi chúng ta dùng chữ L ở đây, nghĩa là ngược lại của cái này điều này. Ngược lại nghĩa là điểm trung bình chắc chắn nó không thể nào lớn bằng 8, nghĩa là nhỏ 8 rồi. Khi đó máy tính tự hiểu cái ý đó, chúng ta kết hợp với điểm trung bình lớn bằng 6,5 và cái ý mà máy nó đã tự xác định, tức là nhỏ hơn 8 rồi, thì chúng ta không cần phải ý đó. Và chúng ta chỉ cần là đây, các bạn ghi là right là loại khá. Tương tự ngược lại của cái điều kiện này, đây ngược lại điều kiện này các bạn, nghĩa là không thể nào lớn hơn bằng 6,5, nghĩa là nhỏ hơn 6,5 và càng là nhỏ hơn 8 rồi các bạn ha. Tức là ngược lại những điều này nè, lớn bằng 8, ngược lại lớn bằng 6,5, tức là nhỏ hơn 6,5, thì ở đây các bạn chỉ cần làm như sau. L và if nữa là điểm trung bình chỉ cần là lớn bằng 5 thôi, thì các bạn chỉ cần in ra là right, đó là trung bình. Còn ngược lại, L, ở đây chúng ta không cần dùng if nữa mà chúng ta ghi lệnh là right, đó là loại yếu các bạn ha. Đây, lập lại cái nguyên tắc, đó là chúng ta có, ở đây chúng ta có một công việc, có một cái vấn đề mà chúng ta có 4 trường hợp.
thì các bạn dùng 3 if lồng nhau. Đây các bạn thấy nè, đây if thứ nhất if else lồng nhau, 1 if else, 2 if else và 3 if else. Như vậy là với 4 trường hợp này các bạn chỉ cần là 3 if else là giải quyết được. Và đây chính là cách lập trình chuyên nghiệp, cách lập trình của những người chuyên các bạn ha. Nhìn có vẻ dài nhưng rất hiệu quả. Đây là cái cách tiếp cận bài 14 này với cách sử dụng là lệnh if else lồng nhau. Các bạn nhập thử, chạy thử mà nhập vô, ví dụ như là 9 thì ra là giỏi rồi. Các bạn nghi ngờ thử rồi, nhập vô thử rồi, là 7,9 là xem ra cái gì các bạn. Thì ra là khá, bởi vì là nó ngược lại của lớn hơn 8 thì nhỏ hơn 8, nghĩa là khá rồi. Trung bình ví dụ bạn nhập là 6,4 đi, là trung bình. Còn đương nhiên rồi, các bạn nhập vô nhỏ hơn 5, ví dụ 4,9 đi, là đã là yếu rồi các bạn ha. Như vậy là chúng ta đã full test với 4 cái loại xếp loại theo cái yêu cầu của bài số 14 này. Ở trên mình là toàn văn bài giải của bài 14. Các bạn nhớ rằng là luôn luôn là cứ sau cái lệnh mà nằm trên L là tuyệt đối là không được chấm phẩy bạn nha, nhớ bạn ha. Đây lệnh này trên L không chấm phẩy. Lệnh này trên L phía dưới này là không chấm phẩy. Mời các bạn đến bài thực hành số 15 có nội dung viết chương trình giải phương trình bậc nhất AX cộng B bằng 0. Đây là một dạng bài toán trong bộ môn toán phổ thông. Để làm bài này chúng ta phải thực hiện một cái thao tác người ta gọi là giải và biện luận. Nghĩa là các bạn dùng lý lẽ để bảo vệ được cái ý các bạn là đúng. Bởi vì các bạn hiểu rất đơn giản là bài này muốn làm đơn giản là chuyển vế B qua bên phải là trừ B, rồi X bằng trừ B chia A. Đó là một lời giải đúng nhưng thiếu các bạn. Bởi vì nếu A bằng 0 thì các bạn lấy trừ B chia A là sai. Đó là dạng vô định trong toán, tức là không xác định được kết quả. Cho nên ta phải lý lẽ lập luận trên các hệ số AB này, vì AB là tùy ý, AB có thể bằng 0, khác 0, vân vân. Rồi, thì để làm bài này trong ngành toán á, người ta làm như sau. Là trường hợp 1 nếu A khác 0 thì phương trình ứng nghiệm là X bằng trừ B chia A. Trường hợp 2 là nếu A bằng 0 thì chia trường hợp nữa là 2.1. 2.1 là cái trường hợp nhỏ của trường hợp 2. Tức là A bằng 0 rồi, các bạn kết hợp với trường hợp là B và B bằng khác 0 nữa thì kết quả sẽ là phương trình vô nghiệm. Trường hợp 2.2 là trường hợp này các bạn. Trường hợp 2.2 này kết hợp với A bằng 0. Đây A bằng 0 các bạn ha. Đó, 2.2 là thuộc cái trường hợp 2. Kết hợp A bằng 0 và B bằng 0 thì ra là phương trình vô số nghiệm. Như vậy với bài này chúng ta có 5 đại lượng các bạn ha. Thứ nhất đó là cái A, thứ hai là B. Đại lượng tiếp theo đó là cái nghiệm trừ B chia A. Tiếp theo đại lượng đó là phương trình vô nghiệm và phương trình vô số nghiệm. Trong đó AB đó là cái biến khai báo trong chương trình. Còn 3 đại lượng kia chính là cái đáp số, là lời kết luận của bài toán này. Bạn ha, vậy chúng ta có 5 đại lượng. Tiếp theo là bài này chúng ta có 3 lời giải ứng với các cái trường hợp mà chúng ta vừa phân tích ở trên màn hình. 3 lời giải và bài này sẽ có một đáp số thôi, ứng với các cái trường hợp AB. Chúng ta có 3 lời giải nhưng chỉ có một đáp số thôi. Lúc thì ra là x bằng trừ b trên a, lúc thì là phương trình vô nghiệm, lúc thì là phương trình vô số nghiệm, là tùy cái AB mình nhập vào. Nào các bạn quan sát, Mr. Đăng Dương thực hiện ở trên màn hình ha. Rồi. Các bạn khai báo bài là program bài 15. Tiếp theo các bạn có phần pha, chúng ta có biến A, biến B. Ở đây chúng ta là kiểu long đi, số nguyên các bạn ha. Rồi. Ở đây nếu mà các bạn làm tổng quát thì mình khai báo AB kiểu riêng cũng được. Tiếp theo, ở đây chúng ta tiến hành việc là nhập AB vào bằng các cặp lệnh rất quen thuộc như các video trước, đó là nhập số A bằng đi, A bằng cho đẹp các bạn ha. Rồi, ở đây cũng là series line là A. Tiếp theo các bạn copy cho nhanh, các bạn dán ra. Rồi, ở đây các bạn sẽ ghi là nhập số B bằng. Sau đó các bạn tiến hành các bước giải. Ở đây chúng ta có 3 lời giải ứng với 3 trường hợp ở trên màn hình. Đầu tiên các bạn ghi x A khác 0. Dấu khác là dấu nhỏ lớn các bạn ha. Đây chính là dấu khác ở trong lập trình. Nó khác ngành toán. Dấu khác là nhỏ lớn. Hình thoi các bạn ha. Tiếp theo sau điều kiện là chữ đen. Rồi ở đây chúng ta có A là khác 0 và bằng 0. Hai trường hợp vậy ở đây dùng chữ L ở đây. Nghĩa là dùng ra một ít đầy đủ các bạn ha. Rồi sau đó ở đây chúng ta sẽ ghi là right. Đây chúng ta sẽ tiến hành để ra được cái đáp số ở đây. Chính là cái chỗ này các bạn. Đó là in ra cái câu này. Tức là in ra đáp số là x bằng trừ b trên a. Rồi. Các bạn ghi như sau. Đó, bạn ghi đầu dấu nháy. Bạn ghi là nghiệm lại đi. Nghiệm lại. Rồi ở đây các bạn ghi x bằng nháy phẩy trừ b bằng chia a.
Đó, các bạn thấy ở đây nè, A là số khác không, nên việc chia cho A là thoải mái, không sao cả. Tuy nhiên các bạn lưu ý ở đây nè, ở đây là phép toán chia trong lập trình Pascal thì kết quả là thập phân, nên ta sẽ định dạng ở đây các bạn ha. Ở đây chúng ta định dạng là hai thập phân là 2.0, 2.2 như là ở video trước các bạn ha. 2.0 này đây là phép định dạng chứ không phải phép chia trong Pascal. Tiếp theo bạn lưu ý ở đây là lệnh trên L nên ta phải bỏ chấm bảy đi các bạn ha, bỏ đi. Đó. Tiếp theo ở phía này ngược lại, L này là ngược lại của A khác không, tức là A bằng không, thì chúng ta lại tiếp tục triển khai x bên trong, lần bên trong nữa là x. Các bạn xét tới B, B là khác không, đó, khác không là dấu nhỏ lớn đen. Tiếp tục ở đây lại có L nữa, cái L này các bạn là L của x này nên đặt ở đây. Tiếp theo ứng với B khác không và bao trùm lên cái ý này, tức là A bằng không rồi, A bằng không và B khác không, vậy các bạn sẽ ghi đây là right, là phương trình, phương trình ha, phương trình là chúng ta là vô nghiệm, nhẽ đúng không ạ? Và các bạn lưu ý ở đây là lệnh nằm trên L nên ta không được chấm phẩy ở đây các bạn ha. Này, ở đây chúng ta xuống dòng ha, bạn ghi đây là right câu, right là phương trình, phương trình, phương trình là vô số nghiệm, nhẽ đúng không chấm phẩy, lúc này chúng ta mới chấm phẩy bạn ha, lúc này mới kết thúc cái ít lồng nhau. Rồi, và để cho đẹp đây nó mới tính dương để ha các bạn ha, cho đẹp đây. Rồi, xong với nhau. Rồi các bạn dừng chương trình, chúng ta thêm lệnh read line ở vị trí này, read line. Rồi, các bạn F2. Bạn đặt là bài 15, enter. Rồi các bạn nhảy thử ha, nhấn cùng dấu chính. Đầu tiên nhập vô A là bằng 3, B bằng 6, như vậy là nghiệm là bằng -2, nghĩa là chuyển vế sau 6 qua phải là -6, -6 chia cho A là 3 đó, là bằng -6 chia cho 3 bằng -2. Tiếp tục full test các bạn nhập vô là nhập vô A bằng 0, B bằng 5 đi. Kết quả là phương trình vô nghiệm, bởi vì chúng ta không thể nào có một cái nghiệm mà nhân với 0 cộng 5 bằng 0 được, không có chuyện xảy ra. Tiếp theo, trường hợp là A bằng 0, B bằng 0, như vậy là phương trình vô số nghiệm, nghĩa là x là bao nhiêu cũng được tùy các bạn nhập vào đều được hết cả. Hay là bài toán này người ta nói là A bằng 0 bằng 0 á, đó là phương trình có nghiệm tùy ý, nghiệm nào cũng được. Nghiệm tức là số nguyên, số thực, số âm, số dương, hỗn số, rồi phân số, nghiệm bằng số nào cũng được, hoặc là vô số nghiệm hoặc là nghiệm tùy ý đều được các bạn ha. Ở trên màn hình chính là toàn văn bài giải của bài số 15. Các bạn thấy ở đây chúng ta dùng íp lồng nhau, íp lồng nhau, íp L, íp L. Đó. Và bạn lưu ý là lệnh nào nằm trước chữ L là không được chấm phẩy đây, không được chấm phẩy, không được có, không được có chấm phẩy ở đây các bạn nha. Bạn lưu ý ở trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số 15. Video 2A đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn đã tiếp thu được các kiến thức về lệnh điều kiện hay là lệnh rẽ nhánh để sử dụng trong các bài lập trình của các bạn. Các bạn hãy nhớ nhấn nút like, share. Và bạn nào chưa đăng ký hoặc chưa subscribe kênh thì hãy đăng ký và subscribe kênh và nhớ nhấn nút cái chuông ở dưới video để ủng hộ Master Đăng Dương Channel. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Xin cảm ơn.